cho biết bà Nguyễn Phương Hằng, biệt danh Hằng Canada, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971. Bà Hằng được biết đến là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi. Bà cũng được xem là một con người có khả năng kinh doanh nổi trội, đã chung tay với chồng gây dựng và phát triển nên công ty cổ phần Đại Nam. Năm 16 tuổi, bà Nguyễn Phương Hằng sang Canada định cư. Sau nhiều năm, bà kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có với nhau một người con trai. Trước khi qua đời, chồng cũ để lại cho bà khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 18 triệu đô la Mỹ, tương đương 414 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Sau đó, bà thanh lý hết tài sản và cùng con về Việt Nam, thành lập công ty kinh doanh bất động sản, thời trang, cao su. Theo lời kể, bà Hằng bắt đầu bươn trải để kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà tâm sự cũng nhờ gặp may mắn trên thương trường nên chưa từng thất bại lần nào. Là một phụ nữ xinh đẹp, có nhiều đam mê hồi xoan, thích đi xe đẹp và mặc đồ hiệu. Tuy nhiên, bà cũng là một người rất tự lập và nỗ lực. Bà Hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới: "Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình." Ngoài kinh doanh, vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng còn nổi tiếng trong những hoạt động từ thiện. Năm 2014, họ sáng lập quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo như vợ chồng bà chia sẻ, mọi lợi nhuận của công ty sẽ được làm từ thiện, nếu không đủ thì sẽ bán đi bớt tài sản. Năm 2013, họ dành tặng cho các chiến sĩ bộ đội Trường Sa vườn cao su trị giá 170 tỷ đồng. Theo lời ông Dũng, hai vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện, nếu không đủ thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện. Số tiền trên được dùng trong các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, tổ chức mổ tim, phẫu thuật não ống thủy, xây dựng hạ tầng, trung tâm chữa bệnh phục vụ cộng đồng. Vợ chồng bà Hằng đã sáng lập nên quỹ từ thiện Hằng Hữu vào năm 2014. Bà Hằng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây. Vào năm 2013, bà Hằng đã trao tặng các chiến sĩ bộ đội Trường Sa vườn cao su 170 tỷ đồng. Trước khi có cuộc hôn nhân cùng đại gia Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng là vợ của người đàn ông tên là Trần Văn Thìn. Hai người đã làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2006 và có một cô con gái chung. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2008, ông Thìn và bà Hằng đồng ý ly hôn. Bà Hằng được trực tiếp nuôi dưỡng con, về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận. Ngày 8 tháng 6 năm 2010, đám cưới giữa bà Hằng với đại gia Dũng Lò Vôi đã diễn ra. Ông Dũng hiện là chủ sở hữu của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở tỉnh Bình Dương, đồng thời là ông chủ của công ty cổ phần Đại Nam. Doanh nghiệp này sở hữu khu du lịch tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến nổi tiếng với diện tích lên đến 450 hectare tại Bình Dương. Lễ cưới đã được diễn ra với quy mô hoành tráng và vô cùng xa xỉ. Khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ. Bà có 4 người con, trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung với ông Dũng. Ngoài ra, ông Dũng cũng có một đời vợ trước. Bà Hằng chia sẻ có nhiều người thù ghét bà. Tuy nhiên, bằng sự mạnh mẽ của mình, bà vẫn đứng vững trên thương trường. Tái hôn lần 3, bà Hằng được chồng cưng chiều hết mực. Trong tiệc sinh nhật năm 2020, bà được chồng đại gia dành tặng siêu xe trị giá 40 tỷ đồng. Ngoài ra, ông từng mạnh tay mua đôi bông tai 100 tỷ đồng cho bà. Cả hai vợ chồng bà đều dành cho nhau những lời khen có cánh. Năm 2012, bà Hằng cùng ông Dũng có một cậu bé trai có tên Huỳnh Hằng Hữu. Trong tiệc thôi nôi cậu bé này, hai vợ chồng tuyên bố chính thức trao lại toàn bộ khối tài sản đồ sộ của mình cho cậu con trai, bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Ông Dũng cho biết, khi đứa con của mình đủ 18 tuổi, ông sẽ trao toàn bộ khối tài sản này cho con. Còn hiện tại, vợ chồng ông và hội đồng giám sát sẽ quản lý khối tài sản này. Ông Dũng còn lập di chúc trao quyền thừa kế cho bé Hằng Hữu. Nhờ khối tài sản thừa kế khổng lồ đó, cậu bé Hằng Hữu được gọi là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2020, Dũng Lò Vôi gây ngạc nhiên lớn khi thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công tác thiện nguyện. Bà Hằng là vợ ông sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam. Hầu như chưa ai có cơ hội được chiêm ngưỡng những bức ảnh thời còn trẻ của bà Phương Hằng, nên mới đây những bức hình cực hiếm của bà năm 17 tuổi được hé lộ đã khiến cho mọi người trầm trồ. Trong bức hình được chụp với phong cách xưa cũ, bà Phương Hằng để mái tóc dịu dàng nhưng toát lên vẻ sắc sảo. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi ở tuổi 50, bà Phương Hằng vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy, sang trọng như người phụ nữ không tuổi. Trên thương trường, bà Phương Hằng cho biết chưa từng thất bại lần nào, nhưng đường tình duyên của bà khá lận đận. Cho đến khi tái hôn với đại gia Dũng Lò Vôi, ông chủ của công ty cổ phần Đại Nam vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Năm 2012, bà Hằng sinh cho ông Dũng Lò Vôi cậu con trai tên Huỳnh Hằng Hữu. Trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu, ông Dũng và bà Hằng tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu con trai, gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Vợ chồng bà Phương Hằng kỷ niệm ngày cưới năm 2019. Tháng 5 năm 2020, ông Dũng bất ngờ thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Bà Hằng vợ ông sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam.
Tại buổi lễ công bố thông tin trên, ông Dũng hết lời khen ngợi và tự hào về vợ mình. Ông nhận xét bà Hằng là một người vợ tài sao vẹn toàn. Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh. Chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự. Ở tuổi trung niên, bà Phương Hằng vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng không tuổi. Trong khi đó, bà Hằng cũng nói về chồng mình bằng những lời chân thật. Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài địa vị của anh không phải là thứ tôi tìm kiếm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống. Tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau. Vợ chồng bà Hằng sống trong căn biệt thự rộng lớn, sang trọng như lâu đài. Ông Dũng, bà Hằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi các hoạt động từ thiện. Theo lời ông Dũng, hai vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện. Nếu không đủ thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện. Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu chuyện nhiều người vẫn đang chưa rõ thực hư. Tranh chấp tài sản với chồng cũ. Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng cũ là ông Trần Văn Thìn, trước đó đã từng cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long theo tỷ lệ 50-50, đặt trụ sở tại 490 58A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su và các loại cây công nghiệp khác. Vào cuối năm 2007, khi hai người quyết định ly hôn, công ty này đã giải thể để phân chia tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng được chia hơn 300 hectare đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, diện tích vườn cao su này của bà Hằng sau đó bị ông Thìn giả mạo chữ ký, làm hồ sơ giả để chiếm đoạt. Sau khi phát hiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Thìn đến công an tỉnh Bình Phước, đồng thời cũng lên án rằng chồng cũ chính là người đứng sau những tin đồn ác ý dồn vào bà và chồng mới Huỳnh Uy Dũng lúc mới tổ chức hôn lễ. Tố cáo thân y Võ Hoàng Yên lừa đảo sau khi lộ đoạn clip ghi âm tâm tình. Sau khi không được ông Võ Hoàng Yên đền đáp lại tình cảm của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã quay sang tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo tài sản của gia đình bà, trong khi chính bà là người đã dâng toàn bộ đất đai cho ông Yên. Trong video đăng tải ngày 4 tháng 3 năm 2021, CEO Phương Hằng cho biết ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng. Vì phát ngôn này, nên vào ngày 16 tháng 4, bà Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, bị đòi bồi thường danh dự hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, đã khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì cho rằng bà Hằng đã xúc phạm danh dự và uy tín của bà Giàu, tố cáo Hoài Linh và gây xung đột với hàng loạt nghị sĩ khác. Vì mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên là rất tốt, thậm chí nghệ sĩ Hoài Linh còn dùng nhà thờ tổ của mình để làm nơi chữa bệnh cho ông Yên. Chính vì lẽ đó, khi vớt giác sự việc Võ Hoàng Yên là một lăng băm lừa đảo, bà Hằng đã vô cùng tức tối và cho rằng chính Hoài Linh là cùng một phe với thần y này để lừa đảo người dân. Tuy nhiên, bà Hằng không hề vô căn cứ. Tại thời điểm sự việc vỡ lẽ ra, cách mà nghệ sĩ Hoài Linh lựa chọn là sự im lặng, không một lời xin lỗi vì hành động đã pia lăng xê cho một lăng y dòm, dung túng cho ông Yên dựa trên danh tiếng của nghệ sĩ mà lừa đảo mọi người. Không dừng ở đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng người làm tại ngân hàng mà Hoài Linh đang mở tài khoản gây quỹ cứu trợ miền Trung của nghệ sĩ Chí Tài và một lần nữa phát giác số tiền cứu trợ ấy đã không hề được chuyển đi mà vẫn còn nằm yên một chỗ trong tài khoản mặc dù bão lũ đã đi qua gần nửa năm trời. Vì anh bị bà Hằng tố cáo là người đẻ thuê, nghệ sĩ Hồng Vân lộ đoạn ghi âm dùng lời lẽ thiếu tôn trọng khán giả cũng phải chịu sự réo tên của cô Hằng trên sóng livestream. Một trong những vùng đất cấm showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng tự phong cũng phải đứng ngồi không yên vì lời thách thức sao kê của bà Hằng. Nghệ sĩ Trấn Thành, Thủy Tiên cũng lần lượt dính vào những nghi án đút túi riêng tiền từ thiện của khán giả sau khi bà Hằng vạch trần trên sóng livestream.